cái mạng nó bị cùi bắp với mọi người. Cái mạng đang bị cùi bắp. Mình thấy thương hại một số thằng đàn ông mà cái nick đàn ông mà đi vào trong nick của mình comment nào thì con phò, con đĩ rồi con điếm người này kia. Mình thương vô cùng các bạn ơi. Mấy thằng đàn ông mà cái tầm giờ này vẫn còn đi vào một cái Facebook chả quen biết để chửi rủa ấy thì mình thương lắm. Mình thương cực, mình thương hại ấy. Tại vì mấy thằng đàn ông đấy tội nghiệp nhá. Giờ này 4 rưỡi 5 giờ chiều hết ca làm, chả biết là đã mua được cho vợ bữa ăn ngon chưa, mua được cho mẹ có cho bố cái gì để tối ăn cho cải thiện bữa ăn chưa, chả biết tối nay có đưa vợ đi shopping không, tối nay có đưa cha mẹ đi xem kịch xem ca nhạc không. Nhưng mà cứ thích ngày nào cũng vào chửi rủa mình. Nhưng mà cuộc sống của mình mọi người thấy không, không phải quá giàu có nhưng được cái là thích làm gì thì làm, thích tiêu gì thì tiêu, thích đi đâu thì đi. Cuộc sống của mình không phải là cuộc sống quá tranh xả nhưng mà là cuộc sống của nhiều người mơ ước. Ngồi auto không nhiều thì ít, ít nhất một ngày cũng có một cục tiền rơi vào người đó. Nhưng mà một số cái người mà đi vào chửi rủa ấy, mình thấy cái avatar thì mặc, thấy mặc cái mấy cái áo cũ nhèm mà. Mặc mấy cái bộ đồ nát quét à. Con cái thì mặc những bộ đồ gọi là như giải sách ấy. Vào tường Facebook thì đi cái xe không bằng cái lốp ô tô của mình. Mặc dù cái xe của mình cũng là cái xe rẻ thôi. Nhưng mà cứ vào đi chửi rủa. Hết đát thế là con này con phò con đĩ. Thì làm gì? Để chứng tỏ điều gì? Để chứng tỏ điều không bao giờ với tới được. Nhưng mà cay cú và ghét bỏ có làm gì được tôi không? Ăn thua là chửi người ta. Nhưng mà người ta sáng nào người ta cũng đi ăn chơi uống cà phê, hưởng thụ. Người ta đi du lịch quanh năm suốt tháng trả hết tiền. Cả đời trả nợ ngân hàng. Lâu lâu đi mua đất. Đó. Vâng, em đang đi đón kiến chị. Một số anh kiếm nha. Mấy anh á, ngày nào cũng vào chửi rủa em. Nhưng mà em có lớp các anh đâu. Em thích các anh như vậy. Để nhìn ngắm cuộc sống của em. Ăn chơi rách rời rơi xuống ruộng. Còn các anh thì sao? Đáng thương quá à. Bố mẹ chắc tối ăn cơm luộc chấm rau, cơm rau luộc chấm muối không à. Các anh đi vào chửi em ý, mà chửi em một câu mà ra được con gà cho bố mẹ ăn tối thì các anh chửi. Chửi em mà ra được con cua cho con nấu cháo thì cứ thế mà chửi. Chửi em mà ra được hột xoàn cho vợ đeo và hột le thì cứ thế mà chửi. Chửi em mà mua được miếng đất để mà trồng rau nuôi gà cứ thế mà chửi. Chửi em mà mua được cái nhà cho thuê khoảng 5-70 triệu một tháng cứ thế mà chửi. Chứ chửi em mà sống nghèo hèn hơn em thì chửi chi. Những cái người mà có tiền ấy mà nghe em cái live stream này của em, người ta cười buồn cười lắm. Bởi vì là người ta cũng bị như em vậy đó. Bị mấy cái đứa mà gọi là nghèo hèn khốn nạn, không chịu có chí tiến thủ, nhưng mà thích rủa xả người khác. Bởi vì cuộc đời mình không hạnh phúc. Cuộc đời mình không hạnh phúc, thiếu thốn. Nhất là bọn đàn ông mà bất tài vô dụng. Mấy cái thằng đàn ông mà không lo được cho gia đình ấy, xong hay vào chửi rủa lắm. Mấy thằng đàn ông mà cứ đi vào đây chửi là con này hết đát với con này như con phò. Con phò là con như thế nào? Như thế nào gọi là con phò? Mà kể cả có là con phò thì nó cũng bán cái lờ của nó, chứ nó cũng bán cái lờ của mấy anh đâu mà các anh căng thẳng nhỉ. Kể cả người ta làm phò thì cũng là cái lờ cái vú của người ta. Người ta thích bán cho ai là quyền của người ta. Có bắt bố, có bắt mẹ anh với vợ anh với con gái anh đi làm phò đâu. Để người ta hưởng tiền đó mà vô chửi. Mấy thằng đàn ông thì em thấy thương hại lắm. Em không bỏ lốc. Em không bỏ lốc làm gì cả. Bởi vì em muốn nó cứ vào chửi mình suốt ngày ấy. Sống nghiệp nó quất vào gia đình chúng nó. Cuộc sống của mình ấy, sáng ngày ra ngủ dậy cứ đi ăn đi chơi suốt ngày lượn lờ phóng xe về về ngoài đường, chả việc gì nghĩ nhiều. Cứ đến tháng là em gái nó bơm tiền đi gửi tiết kiệm, vài tháng lại đi mua đất. Sống cuộc sống nó chỉ an nhàn thế thôi.
chứ đâu như mấy anh. Đến tháng đóng tiền nhà, tiền điện cho vợ, còn mặc sưng mày xỉa. Đến có khi đến cái bộ ga giường ấy, có khi mà nằm cũng rách mẹ cả ra rồi, chưa có tiền mua cái ga mới cho vợ nằm. Nhiều anh hay lắm nha. Một số anh lên trên mạng hay lắm, rất tay đi chửi rủa người khác, rất hay nhận định người khác là con phò. Một số chị cũng vậy, rất hay nhận định người khác là con đĩ. Thế người ta làm đĩ cũng bằng của người ta mấy má ơi. Ăn thua là của người ta đẹp, của người ta ngon, người ta mới làm đĩ được. Chị đi lượn lượn lờ đóng kiến đi học về để đi tối này đi xem kịch, đi ăn tối đi xem kịch. Tối nay đi xem kịch em ạ, mới mua bò bông để tặng cho người em tối nay thi tốt nghiệp kịch. Cuộc sống người ta an nhàn, các bà các ông cứ kiểu cuộc sống gọi là ngồi ở dưới đáy giếng, xong rồi nhìn lên trên trời chửi rủa ánh trăng kỳ quá. Chào anh Hùng Đô, chào Phạm Đăng Lâm, em chào anh. Các anh cứ chửi rủa em ý, anh nào chửi rủa em chắc chắn 100% những người đàn ông chửi rủa em, mấy thằng đàn ông đấy toàn rẻ rách không à. Những thằng đàn ông mà mở mồm ra chửi rủa một người không quen biết, chắc chắn mấy thằng đấy rất nghèo hèn, cuộc sống rất là gọi là bất hạnh, vợ con rất khổ sở luôn, gia đình rất khổ sở, nợ đầm đi à. Chứ thằng đàn ông có tiền nó chả có nhu cầu nhìn cái con đàn bà gọi là chửi bới trên mạng như em bao giờ. Toàn mấy thằng rẻ rách. Mà sao mà em không có cái tính bờ tốc ha. Em cứ để cho mấy thằng đấy vào chửi em hoài. Sao không like cam thường chị Trang, chị thích like filter cho đẹp. Đúng rồi chị Hạnh Huỳnh, Hà Thủ Ô uống thấy ngủ ngon chị, giấc ngủ rất sâu chị. Sinh ra cái điện thoại xịn em ạ, để live stream filter. Em hiểu không? Tự dưng nó có filter, em không like, em bị đi like cam thường. Em dùng điện thoại gì? Nó có chế độ bật filter không em? Em á, lâu không trang là gì à? Em đón con em á, tự dưng có một ông đậu xe mà cái ý thức đậu xe như thế này thì người khác không ai đậu được đấy. Bây giờ đi đón con mà xe đậu đây, cổng trường nó chật mà xe mà ông này đậu đây, hai ông này đậu xe không ông nào có ý thức hết. Chị Hồng Hạnh ơi, chị bị mệt chị ngủ đi chị. Chị bị rảnh thì chị đi làm việc kiếm tiền đi. Em đâu có nhu cầu thuê mấy chị vào xem đâu mà chị kêu mệt với rảnh. Người ta sống cuộc sống vui lắm mấy chị. Nhiều chị mệt đó, mấy chị mệt đừng vào xem. Mấy chị bị mệt đừng vào xem, em không nhu cầu thuê mấy chị vào xem.
nên là mấy anh em bảo mấy anh nhá, mấy anh chửi em mà em không lốc, mấy anh canh đừng tưởng anh hay. Mấy anh mà vào xem livestream của em mà chửi rủa em mỗi ngày mà không thấy em bờ lốc thì đừng nghĩ mình hay. Tại vì em thích như vậy đó. Em rất thích các anh vào chửi em. Em rất thích để cho những cái nick mà đàn ông vào chửi em, đàn bà vào chửi em. Tại vì biết sao không? Mình cho người ta cơ hội chửi mình là mình cho người ta cơ hội được xả. Những người mà cứ hay đi chửi bới những người không quen ấy, miệt thị rồi là rủa xả những người mình không quen ấy, sao mà cứ như kiểu mình là thánh nhân ấy, cho mình cái quyền là ta được quyền chửi rủa mày ấy, thì những người đấy ấy, mình không nên bờ lốc làm gì. Mình phải để mình làm phước cho người ta ngồi chửi rủa mình, để người ta gánh cái nghiệp là cái thứ nhất, người ta sẽ gánh cái rảnh là cái thứ hai, người ta sẽ gánh cái nghèo là cái thứ ba. Chứ mấy cái người mà người ta có tư duy ấy, người ta có tư duy, người ta có tiền, người ta có cuộc sống tốt đẹp, người ta đâu có nhu cầu xem em đâu mấy chị. Người ta sống cuộc sống của người ta đó. Nên là khi mà mấy chị mà chửi rủa em ấy, mà em cứ để cho các chị chửi rủa, các chị đừng lấy thế làm hay. Tại vì đấy là mục tiêu của em, mục đích của em như vậy. Tại vì nếu mà không làm như vậy thì các chị sẽ không nhìn thấy em nữa. Các chị sẽ đi lo kiếm tiền, các chị không đi lo kiếm chuyện. Thế là các chị sẽ thoát nghèo, các anh sẽ thoát nghèo. Thế là em phải quyết định là để cho các anh chị chửi em. Chửi em càng nhiều thì cuộc sống của anh các chị càng nghèo. Còn em cứ ngồi im đó, mà nhân viên em cứ làm việc kiếm tiền cho em thôi. Em chỉ sử dụng cái não của mình để điều hành nhân viên. Đến ngày đến tháng là tiền nó vào tài khoản. Sáng em mới rủ Tâm Linh Đá Di đi uống cà phê, rủ Long Minh đi uống cà phê, tối rủ Đình Can đi nhậu, rủ Nam Dâu đi nhậu, rủ Tuần Đỗ đi nhậu. Tuần 2 tuần lại đi du lịch, chờ tài xế giúp việc có cái này lại đi du lịch. Chứ còn mấy người mà giàu có hơn em chắc chắn trả giờ xem em. Em đảm bảo luôn, những người giàu có hơn em, người ta không bao giờ đi xem livestream của em làm gì. Vì livestream của em rất là tiêu cực, hay chửi bới mà, nó bị tiêu cực. Anh yêu em cực, mua chai tăng lực, yêu em phát bực. Anh yêu em cực. Mấy bà cười cười gì? Kính này em có bán đi mấy chị. Kính này có bán 550.000. Em xin nha, em đứng em chờ. Chờ xíu anh Mercedes của em, anh ý đi một cái là em. Anh Mercedes anh ý đi cái là em lùi vào chỗ anh ý, em vào đón con. Trường con em toàn ô tô, nên là trời mưa mà chạy từ quận 4 sang chỉ kẹt có 5 phút trời mưa là mình không có chỗ đứng liền. Hôm nay không kịp đi sửa móng tay móng chân luôn. Tâm Linh Đá Di ơi, sáng mai 9 giờ đi nhuộm tóc không? Nhưng mà phải đi xe máy. Tâm Linh Đá Di ạ, mai đi nhuộm tóc và đi xe máy. Tại không có thời gian. Bye bye các bác nha. Em cúp điện thoại vào đón con. Nãy đăng live thì chắc là vì vướng cái bài của Hà Nhi nên nó thành bị chặn. Bị chặn do có cái ngôn ngữ âm nhạc Tóc em ra chân rồi, mai em phải đi nhuộm mọi người.
đáng lẽ ra em phải sống cái cuộc sống như thế này từ rất lâu rồi, nhưng mà em nhận ra cái cuộc sống sống trong mình như này nó hơi trễ, nhưng mà không phải là muộn. Trễ nhưng mà là chưa muộn. Nó chỉ là mình hơi chậm hưởng thụ một chút thôi. Giờ sống sáng ngày ra ăn một tô bún 70, uống một ly cà phê 25.000, ngồi vỉa hè mát lêu heo với những người bạn. Trưa thì về nhà ăn cơm với rau luộc trứng rán hoặc rau luộc thịt rang, rồi đi đánh cầu lông. Đi đánh cầu lông xong rồi là lại đi đón con, về chơi với con thấy vui. Lâu lâu buổi tối lên live stream, một số đứa nó ghét mình, nó chửi mình, mình chửi lại vài câu. Thế là cuộc đời nó cứ trôi qua một cách bình dị như vậy là sung sướng nhất các bác ạ. Mở mắt ra như thế nào gọi là giàu có mọi người? Giàu có không phải là có triệu đô tỷ đô nhé các chị. Không phải vì em không có triệu đô tỷ đô mà em lại bảo rằng là giàu có nó nằm ở góc triệu đô tỷ đô. Giàu có ở đây chính là giàu có về thời gian. Chào anh Đồng Văn Dũng. Giàu có ở đây giàu có về thời gian. Thời gian dành cho cha mẹ, dành cho chồng con, dành cho bạn bè thân thiết, dành cho những người mình quý mến. Hết đát cũng được quá khứ ơi. Hết đát nhưng mà được cái là người ta đang ngồi trong xe hơi các bạn ạ. Những cái đứa mà cứ bảo mình hết đát ấy, thì mình thấy rằng là đáng thương lắm. Vì đã bao giờ có đát để mà hết. Những cái đứa cứ chê bai cuộc sống của mình ấy, thì thực tế là còn chạy ăn từng bữa cơ. Bởi vì các bạn biết chuyện gì không? Người mà hơn bạn sẽ không bao giờ để ý đến bạn. Người mà thua kém bạn thì hãy soi mói bạn. Những người thua kém bạn mà họ